đồ thờ Đức Hiệp đã hoàn thiện một ba pho tượng, chuẩn đề, Thích Ca, Quan Âm theo đơn đặt hàng của khách. Với bề dày lịch sử của làng nghề Sơn Đồng, trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các mặt hàng đồ thờ, tượng Phật, xưởng đồ thờ Đức Hiệp không ngừng phát triển thương hiệu và tạo dựng niềm tin với khách hàng cả trong nước và nước ngoài. Sản phẩm của chúng tôi khi đến tay khách hàng luôn đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, mẫu mã đa dạng, dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo nhiệt tình. Với phương châm của chúng tôi, sự hài lòng của khách hàng sẽ giúp bạn thành công, với mong muốn phục vụ quý khách hàng hiệu quả và chu đáo cũng như phù hợp với sự phát triển của thị trường hiện nay. Với dịch vụ vận chuyển hàng toàn quốc, quý khách có thể đặt hàng ở bất kỳ đâu, chúng tôi sẽ vận chuyển hàng tận nơi cho quý khách. Sản phẩm của xưởng đồ thờ Đức Hiệp rất đa dạng, có thể phục vụ được hầu hết nhu cầu của quý khách. Sản phẩm chính chúng tôi bao gồm đồ thờ, tượng Phật, tượng Thánh Tam Tứ Phủ, tượng mỹ nghệ. Tất cả sản phẩm đều được sản xuất từ các loại gỗ tự nhiên tốt nhất và được chạm khắc tinh xảo từ những nghệ nhân hàng đầu trong làng nghề. Quý khách có nhu cầu thỉnh tượng, đồ thờ cũng xin vui lòng liên hệ, hotline Zalo 0879555111 hoặc 0983400046, địa chỉ ngõ 31, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội.